Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với Hạnh Around. Và đây sẽ là số đầu tiên của Hạnh Talk. Và số đầu tiên của Hạnh Talk, chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất hot trong thời gian gần đây. Đó chính là chống dịch Covid. Nên làm gì trong thời gian này? Đầu tiên thì Hạnh muốn cập nhật cho các bạn nghe sơ qua về tình hình dịch Covid đang chuyển biến rất là phức tạp trên toàn thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại thì đã có rất rất nhiều người, hàng chục ngàn người bị nhiễm bệnh và cái con số người chết cũng lên đến hàng ngàn người rồi. Cho nên cái dịch bệnh này không thể được coi thường mà phải hết sức là cẩn trọng luôn. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế hay là khuyến cáo của chính phủ thì các bạn nên ở nhà trong thời gian này, cũng như là không nên tụ tập đám đông, không nên ra đường. Vậy thì khi mà ở nhà quá nhiều thời gian, không phải đi làm, thì chúng ta nên làm gì để tận dụng thời gian? Và theo kinh nghiệm cá nhân của Hạnh cũng như là tổng hợp lời khuyên từ một số những chuyên gia thì chúng ta sẽ có 3 điều cần làm. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải tu bổ nhan sắc. Nhan sắc ở đây Hồng Hạnh không có nói là các bạn chỉ có chăm sóc về gương mặt của mình hay là cắt tóc mới hay là làm da hay như thế nào, mà ở đây là Hạnh muốn nói chúng ta tu bổ nhan sắc toàn thân. Là làm sao mà khi mà chúng ta xuất hiện trở lại sau cơn dịch này, mọi người sẽ thấy chúng ta lột xác đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, lung linh hơn. Và để có thể làm được điều này, đầu tiên thì Hạnh nghĩ là các bạn nên tập thể dục thể thao. Theo khuyến cáo là chúng ta không nên tụ tập ở những phòng gym, những nơi đông người, đúng không? Thì mình sẽ tận dụng tất tần tật những cái gì mình có thể làm được xung quanh nhà mình, gần nhà mình. Ví dụ là các bạn có thể ai mà có lầu á, mình chạy lên chạy xuống cầu thang, hoặc là trong công viên gần nhà mình chạy mấy vòng ở đó, đạp xe đạp, thích đất, nhảy dây, hoặc là nói chung là tất tần tật những cái gì mà mình có thể tận dụng được. Thì tập thể dục vừa tăng cường sức đề kháng, vừa giúp cho bạn không có bị phát phì trong cái thời gian nghỉ dịch quá lâu, đúng không? Anh nghĩ rất là hữu ích. Và tập thể dục rồi thì cần phải kết hợp với một cái chế độ ăn thực sự là lành mạnh. Là sao? Mình sẽ ăn thêm rất là nhiều những cái thực phẩm tăng cường sức đề kháng, như là có vitamin C, rau củ quả, uống những cái thực phẩm chức năng để bổ sung sức đề kháng, giúp cho mình vừa đẹp vừa khỏe. Rồi, và tất tật những cái thứ mà giúp cho mình khỏe lên đó sẽ vô ích nếu như mà các bạn không ngủ đủ giấc. Các bạn đã có một cái lối sống lành mạnh rồi thì nên tránh cái việc là thức khuya. Không phải biết là có nhiều bạn thức khuya rồi dậy cũng trễ. Ví dụ như là 3 giờ sáng mình mới ngủ, sau đó là 12 giờ trưa mình mới thức dậy, thì nó cũng sẽ hoàn toàn không giúp ích gì được cho việc mà chúng ta tăng cường sức đề kháng của mình. Cho nên là các bạn có thể ngủ sớm hơn một chút xíu, tranh thủ. Và ngủ sớm còn giúp cho mắt của mình không bị quầng thâm nữa các bạn ạ. Rồi bây giờ sẽ nói một chút xíu lên cái gương mặt của mình. Thời gian này là một cái thời gian cực kỳ hoàn hảo cho những bạn nè muốn chăm sóc cho một cái gương mặt của mình đẹp hơn. Bình thường mình sẽ lấy lý do là mình đi ra ngoài đường khói bụi nhiều nè, đi học không có thời gian rửa mặt, đi làm không có thời gian skin care. Thì bây giờ ở nhà mình tranh thủ mình skin care, mình có thể là chăm sóc kỹ càng hơn, peel da, làm da nặng mụn, bôi lotion, dưỡng ẩm da, nói chung là làm tất tần tật những cái gì mà các bạn nghĩ là mình nên làm, cần thiết làm. Còn những cái clip về skin care hay là chăm sóc da mặt thì ở trên YouTube có rất là nhiều rồi, các bạn cứ lên search nhé. Anh nghĩ là sau cái đợt này vừa lấy được một cái vóc dáng thật là đẹp, vừa có một cái gương mặt rạng rỡ rạng ngời sau khi quay trở lại sau mùa dịch là một điều ai cũng mơ ước. Những bạn gái sẽ thoát ế, những bạn trai thì sẽ cua được crush của mình. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta trì hoãn việc này. Và điều thứ hai mà Hồng Hạnh nghĩ là các bạn có thể làm trong tầm tay của mình, đó là tu dưỡng tâm hồn và nâng cao kiến thức. Tu dưỡng tâm hồn và nâng cao kiến thức thật ra là nghe nó hơi cao siêu như vậy thôi. Đơn giản là các bạn đọc sách, đọc bất cứ thể loại sách nào mà các bạn thấy hứng thú với nó. Các bạn có thể đọc truyện tranh cũng được, đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, kinh thám, help self,
whatever, bất cứ sách gì mà các bạn cảm thấy hứng thú. Tại vì đọc sách sẽ giúp cho mình có một cái vốn sống hay nhiều hơn, hay hơn, nói chuyện cũng duyên dáng hơn, có nhiều câu chuyện để kể chuyện với người này người kia. Bên cạnh việc đọc sách thì còn một cái cách nữa giúp bạn giải trí nhẹ nhàng hơn và cũng là mang cái tính chất giải trí cao hơn là xem phim hoặc là xem YouTube. Xem phim, những cái series truyền hình Mỹ, những cái bộ phim mà đang rất là hot trong thời gian gần đây cũng giúp cho các bạn có thêm vốn sống, có thêm câu chuyện để tám với bạn bè của mình. Và đặc biệt là khi mà các bạn xem phim thì nên chọn những cái phim có subtitle bằng tiếng Anh á. Vừa xem phim giải trí nè, vừa học được tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng của mình. Và ngoài xem phim thì các bạn cũng có thể xem những cái đoạn clip ngắn hơn trên YouTube, những cái đoạn clip trong những cái kênh như là School of Life, TED Talk hay là Wise Brain, vân vân, rất là nhiều kênh như vậy. Những cái kênh đó sẽ mang đến cho bạn nhiều cái thông tin mà rất là thú vị, mà nhiều khi mà mình không biết là mình không biết những thông tin đó. Sau khi xem những cái thông tin đó xong, giải trí xong, nhiều khi mình chán đúng không, thì các bạn cũng có thể chuyển qua xem những cái video giúp cho các bạn học thêm được một thứ gì đó, nâng cao kỹ năng của mình. Ví dụ như là các bạn có thể xem những video về học dạy làm bánh nè, dạy may vá, học make up, hoặc là học cách dựng video làm YouTuber. Rất là nhiều thứ để học online và nó hoàn toàn miễn phí, để cho các bạn có thể truy cập vào mạng internet đó, thời gian đó có thì chúng ta tận dụng đúng không. Rồi, sau khi mà đọc sách, xem video, xem YouTube thì có thể làm được gì nữa để tu dưỡng tâm hồn? Hồng Hạnh nghĩ một cái việc cũng rất là quan trọng là chúng ta kết nối với những người thân yêu của mình. Có những người bạn mà lâu lắm rồi vì bận rộn trong công việc mà bạn đã quên nhắn nhủ cho họ những lời hỏi thăm, hoặc là những người thân của mình mà lâu lắm rồi mình chưa có một cái cuộc gọi điện thoại với họ, thì bây giờ sẽ là thời gian các bạn có thể nhắn tin hỏi là tình hình dịch bệnh nó phức tạp như vậy thì mày có ổn không, cô dì chú bác có khỏe không, đối phó với dịch như thế nào, vân vân. Những cái câu hỏi thăm nho nhỏ như vậy cũng giúp kết nối tình thân và giúp cho mọi người gần nhau hơn và cứu vãn những cái tình bạn mà đã lâu chúng ta bỏ quên. Sau đó còn một điều mà Hồng Hạnh nghĩ là nó khó nhất. Thường á, trong cuộc sống bận rộn hàng ngày á, mình không có thời gian để nhìn lại chính mình. Đôi lúc mình bị cuốn bởi cái công việc, cuốn bởi những cái dòng xoáy của cơm áo gạo tiền đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dành thời gian nhìn lại bản thân mình trong một năm vừa qua, hoặc là 2 năm, 3 năm, 5 năm vừa qua, mình đã làm được gì, mình đã đạt được những cái mục tiêu gì rồi, mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, có được cái kỹ năng gì mới hay chưa, công việc của mình đã ổn định hay chưa. Hồng Hạnh biết là trong mùa dịch này rất là nhiều bạn thất nghiệp hoặc là công ty của bạn bị đóng cửa. Vậy thì sau khi dịch bệnh qua đi, giá trị của bạn nằm ở đâu và bạn cần có kỹ năng gì? Mục tiêu trong 1 năm nữa, 2 năm nữa, 5 năm nữa bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ là ai? Bây giờ là lúc thời gian rất nhiều để bạn có thể ngồi xuống viết ra những gì mình cần làm, những kỹ năng nào mình cần học, và trong 1 năm nữa mình là ai và mình cần phải làm gì. Những điều đó chắc chắn nó sẽ mất của bạn một khoảng thời gian đó, nhưng mà khoảng thời gian đó hoàn toàn có ý nghĩa và có ích. Đừng bỏ qua cái bước này nhé. Nhìn lại bản thân mình, soi rọi lại bản thân mình nhé. Và đó là những điều mà Hạnh có thể nghĩ ra về việc tu dưỡng tâm hồn và nâng cao kiến thức. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được và trở thành một người nói chuyện duyên dáng hơn, có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức hơn khi mà mùa dịch này qua đi. Và điều thứ ba mà Hạnh muốn chia sẻ với các bạn là những điều không nên làm trong thời gian này. Những điều không nên làm thì mỗi ngày chắc là Bộ Y tế rồi Chính phủ đã gửi tin nhắn cho các bạn rất là quan tâm, rất là yêu thương, khuyến cáo tất tần tật mọi thứ rồi. Mà Hạnh chỉ muốn tóm tắt lại, nhắc lại cho các bạn thôi. Đầu tiên là gì? Không nên không đeo khẩu trang khi mà ra khỏi nhà. Có nghĩa là đi đến bất cứ nơi nào, đi siêu thị, đi chợ, đi hàng quán, ăn uống, cà phê gì đó thì cũng nên đeo khẩu trang ở mức tối đa, tránh giao tiếp mặt đối mặt với người khác để tránh lây nhiễm từ người khác hoặc là lây nhiễm xung quanh giữa cộng đồng. Rồi thứ hai nữa là luôn luôn trang bị cho mình một chai nước rửa tay khô, hoặc là nếu mà có vòi nước với lại là xà phòng diệt khuẩn thì nên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước ít nhất là 30 giây để cho bàn tay luôn sạch sẽ, luôn đảm bảo an toàn cho chính mình. Rồi bên cạnh đó là chúng ta không tụ tập nơi đông người. Nơi đông người là có thể tính là từ 5 người, 10 người trở lên là chúng ta không tụ tập nha. Chơi những môn thể thao không đòi hỏi tính teamwork, chỉ chơi những cái môn cá nhân thôi, đạp xe đạp, chạy bộ, hít xà đơn, hít đất vân vân.
À, còn một việc nữa mà Hồng Hạnh nghĩ cũng khá quan trọng là trong thời gian này, nếu như các bạn có nhu cầu mua những nhu yếu phẩm, Hồng Hạnh biết là ai cũng hoảng sợ, ai cũng lo là nếu như mà dịch mà bùng phát mạnh mẽ hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa thì không có gì để ăn hoặc là phải bị phong tỏa vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ nên mua đồ ăn, mua mì gói, mua những nhu yếu phẩm vừa đủ với nhu cầu của mình thôi. Bởi vì san sẻ với cộng đồng cũng là một cách để chung tay chống dịch Covid-19. Nếu như mà các bạn nghĩ đi, các bạn mua quá nhiều thứ, có nhiều người Hồng Hạnh thấy là mua cả nửa năm, một năm, không biết là các bạn có ăn hết trong vòng nửa năm, một năm tới hay không. Nhưng việc mua quá nhiều như vậy nè, làm cho giá thị trường của những cái món hàng đó lên giá. Rồi những người nghèo, những người già họ không có đủ điều kiện, họ không đủ nhanh tay nhanh chân đi mua thì phải làm sao? Cho nên là mình biết nhìn trước nhìn sau, san sẻ với cộng đồng một chút nha. À, bên cạnh đó nữa là Hồng Hạnh biết một số người, đặc biệt là Hồng Hạnh biết một số người bạn của Hạnh đó là những tín đồ du lịch, những người thích sự xê dịch. Mà thời điểm này ai ở đâu thì ở yên đó dùng một cái, không đi du lịch qua những đất nước khác, thành phố khác, bởi vì bất cứ nơi nào trên thế giới bây giờ cũng không còn an toàn cả. Ở nhà, ai ở đâu ở yên đó, ngoan ngoãn hãy nghe theo lời của chính phủ và Bộ Y tế các bạn nhé. Rồi, một điều cuối cùng nữa Hồng Hạnh nghĩ là theo kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, là các bạn nên hạn chế việc mà đi thăm nhà bạn bè hoặc là nhà người thân của mình. Điều hành ví dụ thôi, lỡ như bạn bị nhiễm bệnh mà bạn không hề biết, hoặc bạn bè của bạn, người thân của bạn họ bị lây nhiễm từ nguồn nào đó mà họ không biết, rồi vô tình lây qua lây lại cho nhau, rồi chẳng phải là sức mẻ tình cảm gia đình, sức mẻ tình cảm anh em bạn bè đúng không? Rồi bên cạnh đó, giả dụ như cả hai cũng không có ai bị bệnh gì hết, nhưng mà vô tình mình đến mình thăm nhà họ mà họ không muốn tiếp mình nhưng mà cũng không được, thì nó tạo ra một cái bức tường, một sự e dè, một sự kỳ thị. Rồi sau cái buổi đi thăm đó, không những là tình cảm không có gắn bó hơn mà lại còn hả gây sức mẻ hơn nữa. Rồi tiếp theo nữa là không nên nghe những tin vịt, có nghĩa là chỉ nên nghe những cái tin chính thống từ chính phủ để tránh gây cái tâm lý hoang mang rồi xã hội loạn lên hết, thì lúc đó lại càng khó kiểm soát dịch. Và không, một điều nữa là không được giấu bệnh, không được giấu bệnh nha các bạn. Các bạn thấy đó, những cái bệnh nhân 34, bệnh nhân 17, bệnh nhân 21 vân vân đó, đi về khai báo nhỏ giọt rồi lây tùm lum tùm la, lây tá lả bùng binh hết. Cho nên là các bạn nên là khai báo thành thật với chính quyền, nếu mà có bị đưa đi vào trại cách ly thì cũng ngoan ngoãn vâng lời theo họ, tại vì Hồng Hạnh thấy là trong trại cách ly cũng ok lắm chứ không có gì đâu. Nếu như mà lỡ có bị bệnh hoặc là lỡ có đi du lịch ở mấy cái nước khác về có nguy cơ bị nhiễm bệnh rồi thì cứ ngoan ngoãn khai báo và đi cách ly nhé các bạn. Rồi đó là tất tần tật những gì mà Hạnh áp dụng cho chính bản thân mình và kinh nghiệm từ chính bản thân mình cũng như là những người bạn bè của mình. Nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Hạnh Around nha. Và cũng không quên là để chuông để được cập nhật những video mới nhất từ kênh Hạnh Around. Và nếu như các bạn có thêm những ý kiến, thông tin gì đó hoặc là muốn thảo luận thêm về những việc chúng ta nên làm và không nên làm trong mùa dịch thì có thể để lại comment phía bên dưới video này. Hạnh rất sẵn lòng được trao đổi cùng với tất cả các bạn. Và để cho những video lần sau hay hơn, nếu như các bạn có thêm những ý kiến nào, có thêm ý tưởng nào thì đừng quên, đừng ngại đóng góp với Hạnh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.